Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục thông tin những vấn đề liên quan đến show diễn 3 tháng 12 nha cả nhà và những tin tức khác. Bây giờ thì như thường lệ Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official để xem qua những cái lượt view của kênh này như thế nào ha cả nhà. Cả nhà nhớ ha, Hồ Văn Cường Official viết in đầy đủ dấu. Hiện nay thì 124.000 sub rồi. Mọi người hãy vận động, những ai quen biết ủng hộ Hồ Văn Cường thì vận động cho tăng cái view tăng cái sub của kênh này lên ha. Và rất mong cả nhà tiếp tục ủng hộ con. Và lượt view như thế nào? Bà Năm thì 309.000 lượt view rồi. Kênh này nha cả nhà, xem kênh này. Rồi Tiếng Hát Chim Đa Đa thì 180.000, Tình Thấm Duyên Quê thì 366, Máy Nhịp Cầu Tre thì 445 và Bông Hồng Cài Áo thì hôm nay nó đã lên 891.000 lượt rồi, còn 99.000 lượt nữa sẽ đạt 1 triệu view nha cả nhà. Đó. Rất mong cả nhà ủng hộ cậu Út Gò Công bằng cách vào đây nghe nhạc và đăng ký kênh cho cậu Út Gò Công ha cả nhà. Đó, Hồ Văn Cường Official này. Tin tức tiếp theo sẽ được chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Trong số tân sinh viên nhập học năm 2022, mỗi bạn sẽ có một câu chuyện riêng, một ước mơ, một khát vọng dành riêng cho Hoa Sen. Trong lễ khai giảng, chúng ta xúc động khi chứng kiến người chị Quế Trân, cô nàng sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh, cũng là khoa kinh tế chung với Cường nha cả nhà, dành một cái tình yêu to lớn cho em gái Việt Thi, tân sinh viên ngành marketing. Giá trị tinh thần, giá trị niềm tự hào và cùng nhau viết tiếp những giấc mơ tại ngôi trường này. Cả nhà, Quế Trân là chị của Việt Thi, mà Việt Thi là hôm bữa Xuân Mỹ có đăng cái video của Việt Thi phát biểu ngày lễ khai giảng đó cả nhà. Cô tân sinh viên mà được học bổng toàn học bổng tài năng 4 năm luôn đó cả nhà. Hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc tự hào khi là sinh viên trường Đại học Hoa Sen của Quế Trân, Việt Thi, cũng như đó là cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc của người mẹ khi thấy hai con gái mình thật sự là ở học cùng một ngôi trường. Đó cả nhà. Và Việt Thi chào Quế Trân, chào cái xin chào quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn tân sinh viên đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Thì tôi là Nguyễn Ngọc Quế Trân, sinh viên năm 3 của trường Đại học Hoa Sen ngành quản trị kinh doanh. Xin phép thì hôm nay Quế Trân có thể xưng tên với lại tất cả mọi người ở đây nha. Tại vì thường thì ở nhà Quế Trân hay xưng tên hai chị em ruột đó cả nhà cho nó thân mật ấy. Thì Hoa Sen đó là một cái tình yêu đối với Quế Trân từ hồi rất là lâu rồi, từ năm cấp 2, cấp 3 rồi. Và sau đó thì 2 năm trước Quế Trân cũng từng là một tân sinh viên ngồi ở phía khán đài dưới, cũng đã từng chứng kiến được các anh chị đứng ở trên đây và cũng đã từng hy vọng một ngày nào đó mình có thể đứng ở trên sân khấu này, và hôm nay Quế Trân cũng đã có thể đứng trên sân khấu này một lần. Và Quế Trân cũng rất là tự hào khi mình nói mình là một sinh viên của trường Đại học Hoa Sen. Xin lỗi mọi người thì hôm nay mình hơi run một xíu. Đối với lại Quế Trân á thì học ở trường Đại học Hoa Sen thì rất là vui, và còn vui hơn nữa khi mà Quế Trân đứng ở trên đây cùng với Việt Thi là tân sinh viên khóa K22 của trường Đại học Hoa Sen. Thì hôm nay Quế Trân trao lại cho Việt Thi cũng như là tất cả các bạn tân sinh viên ở đây về cái giá trị, cái tình yêu tinh thần của Đại học Hoa Sen cho tất cả mọi người ở đây. Và Quế Trân cũng trao lại cái niềm tự hào của chính Quế Trân dành cho Việt Thi, cũng như là Quế Trân đại diện cho gia đình mình đang ngồi dưới cho Việt Thi.
trường đại học Hoa Sen mình. Tại vì Việt Thi cũng biết là cái học bổng này của Trân cũng đã từng bị hụt mất vào 2 năm trước. Thì của Trân đứng ở đây thì cảm ơn Việt Thi rất 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 là nhiều. Xuất sắc lắm mới được học bổng toàn phần nha cả nhà. Coi như là em ấy học 4 năm sẽ không phải tốn học phí. Hôm nay còn có gia đình mình có mặt ở đây nữa. Anh Tài đang đứng gần cô Việt Mỹ, xin được giới thiệu mẹ của hai cô gái này là cô Việt Mỹ. Xin mời cô đứng ở đây. And we are happy to have their mother here, Miss Việt Mỹ. Mẹ của hai cô gái. Cảm xúc của mình như thế nào khi mà lắng nghe tâm sự của hai cô con gái bây giờ đều là sinh viên của trường đại học Hoa Sen. Một cô thì vượt cái học bổng toàn phần cách đây 4 năm mà bây giờ cô em đã thực hiện được ước mơ của chị rồi, và cả hai chị em đều rất là yêu hoa sen, yêu nhà sen. Từ anh được biết là từ khi mà các bạn còn học trung học phổ thông đúng không, là cộng hoa sen là một đại gia đình biết thêm của mình. Cảm xúc của mình như thế nào khi theo dõi? Dạ, em là người thầy mẹ của bé Quý Trân và bé Việt Thi. Xin chào quý đại biểu và các cô thầy và quý phụ huynh, các em học sinh ạ. Khi hôm nay được đứng ở đây và chứng kiến các thầy các cô đã yêu quý các con và để cho các con được trải nghiệm và xin lỗi xin thương. Cho các con được có cơ hội và rất vui khi bé Việt Thi được học bổng 100% toàn phần. Và không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả các thầy cô. Dạ, em xin cảm ơn. Cô Thúy hiệu trưởng cả nhà. Hôm nay thì có thể nói là cô Mỹ sẽ đại diện cho rất là nhiều những người làm cha làm mẹ để gửi gắm những đứa con của mình đến với nhà sen, nơi mà không chỉ cho các em kiến thức mà còn là môi trường để giúp các em. Như sư tiến sĩ Võ Thị Ngọc Thi đến với các bạn thân sinh viên khi mà các bạn ngày hôm nay ý thế bước vào năm học mới ạ. Cô có lời chúc các con là cố lên, cố lên. Cố lên. Vâng, đó cả nhà, đó là hình ảnh của hai chị em ruột đã cùng đồng hành với cùng đậu vào trường đại học Hoa Sen, và người mẹ phát biểu rất tự hào đúng không cả nhà. Và Xuân Mỹ nghĩ mẹ của Cường cũng rất là tự hào khi mà Cường cũng đậu vào trường đại học Hoa Sen và bây giờ là năm thứ hai, và hai chị em Quế Trân Việt Thi đều học ở cùng ngành kinh tế, cùng khoa kinh tế quản trị của trường đại học Hoa Sen, chung một khoa với Cường, và cô em là đàn em đồng môn với Cường là chọn ngành marketing. Nên cả nhà rất là vui, một cái sự trùng hợp hữu duyên rất là vui mà Xuân Mỹ thấy cần chia sẻ đến với mọi người. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn để các chị thông tin là vé. Các chị bên nhóm nói vòng tay lớn đã nhận được chiếc vé trên tay. Đây là các chị đặt vé online với show diễn 3 tháng 12, bài viết của chị Lan. Alo cả nhà, hôm trước thì ban tổ chức gửi vé qua Zalo nên chưa dám up. Hôm nay thì vé show đã chính thức về tay. Các mẹ đã chuyển tiền mua vé thì gặp chị Huyền nhận nhé. Hôm nay các mẹ tích cực order váy áo chuối thật lung linh.
lóng lánh để chờ ngày lên đường gặp giai nhé. Khuyến khích các mẹ đi gặp là cứ phải hoành tráng hết sức. Nước chấm cho em, hẹn gặp cả nhà show 3 tháng 12 của cục cưng nhé. Yêu tất cả. Rồi tiếp tục đăng ký vé với chị Huyền hoặc là ban tổ chức ha cả nhà. Và đây là những cái chiếc vé đã cập bến, nhóm của các chị trong team Nói Vòng Tay Lớn ha cả nhà. Vé này vé loại màu tím, ở dưới cái đuôi nó có vé màu tím, nó có cái màu tím đó cả nhà, là mình giá 2 triệu đó cả nhà, vé màu tím nha cả nhà. Rồi xin chúc mừng các nhân vật đã nhận được vé để đu show cùng Út Cường. Đó là thông tin về vé, vấn đề vé ha cả nhà. Như vậy là bây giờ là tất cả các nhóm đã bắt đầu nhận vé và hôm nay chúng ta chỉ còn 30, tròn một tháng nữa thôi thì sẽ tới show diễn. Và Xuân Mỹ xin sang Trang Hồ Văn Cường, xanh đột chuối miền Nam. Thì các bạn ấy đã đăng cái thông tin hôm qua, có một cái thông tin theo quà nghe cả nhà đây, của chị Yến Nguyễn bên Mỹ tặng Cường hai chỉ vàng lá được ép vỉ của SCC, và có một cái bức thư chị ấy gửi, và Trang Hồ Văn Cường fan club cũng đăng. Xuân Mỹ xin đọc cho mọi người nghe cái bức thư này. Washington DC ngày 1 tháng 11 năm 2022. Washington DC là thủ đô đó nghe cả nhà, thủ đô của nước Mỹ đó. Chị ấy ở ngay Washington DC, là ngay thủ đô của nước Mỹ, cũng giống như mình ở thủ đô Hà Nội vậy đó. Cô Yến nè, bé Cường ơi, thật sự là cô biết con năm học thật sự là cô biết con năm 2016. Đây Xuân Mỹ bung bung lên cho cả nhà. Bức thư này được viết bằng cái nét chữ rất đẹp. Thật sự là cô biết con năm 2016 qua những màn ảnh nhỏ mà thôi, chưa bao giờ được chạm mặt, nắm tay, ôm con vào lòng. Những hành trình con khôn lớn và đang đi, cô đều theo dõi. Hôm nay đã lớn được tí xíu, hãy ráng ăn nhiều lên, uống sữa nhiều vô cho mập lên tí xíu, cao lên tí xíu, cho đẹp trai tí xíu nữa nha con. Sắp tới ngày 3 tháng 12 tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội, cô chúc con cùng toàn thể anh chị em ca nhạc sĩ cùng đại gia đình xanh đột chuối được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự an lành trong cuộc sống. Đặc biệt riêng con hãy cố gắng lên và cố gắng nhiều hơn nữa, học thật giỏi, hát thật hay con nhé. Cô Yến chẳng có gì cả ngoài tình thương bao la và rộng lớn, và miếng vàng rồng hai chỉ gửi đến con làm quà chúc mừng con có buổi diễn ngày 3 tháng 12 2012 được thành công rực rỡ nhé. Thương con thật nhiều, người cô xa xứ, Yến Nguyễn. Cả nhà, một fan ở Hoa Kỳ đã gửi tặng quà này và một cái bức thư thật ngọt ngào, giống như người mẹ động viên đứa con ăn thêm chút xíu nữa, uống thêm nhiều sữa cho mập lên tí xíu, cao lên tí xíu, đẹp trai tí xíu. Rất dễ thương ha cả nhà. Còn nhiều mạnh thường quân đang chuẩn bị những món quà, những bông hoa tươi thắm gửi cho Cường. Và Xuân Mỹ xin đăng cho cả nhà xem thêm một bó hoa này của Natalie Đỗ ở Pháp gửi FC, bó hoa tiền nha cả nhà. Và đây là bó hoa tiền của fan ở Sydney, Australia. Đó, và cùng với chị Yến Nguyễn là những cái món quà đầu tiên được đăng lên để lan tỏa cái tình yêu thương.
việc Mạnh Thường Quân tặng quà, tặng quà tiền thì chúng ta đăng lên là một điều hết sức vui vẻ, hãnh diện cho Cường, đúng không cả nhà? Xuân Mỹ nghĩ là nên đăng công bố rộng rãi cho công chúng biết, càng tăng lên cái niềm tự hào của Xanh Độc Chuối nói chung và riêng Cường tự hào, hãnh diện khi mà có fan đông đảo khắp nơi yêu thương và ủng hộ mình cả nhà. Và rất là mong con có những cái kết quả học tập thành công ở trường Đại học Hoa Sen, rồi có những cái show diễn thành công trong thời gian tới ha. Chắc chắn là tháng 1, cái này Xuân Mỹ đón thôi nha cả nhà, chắc chắn là tháng 1 Cường sẽ có một cái show diễn ở Ninh Bình với tập đoàn Xuân Thành của bên anh Thụy. Đó giống như là một cái hoạt động thường niên tổng kết năm tất niên của tập đoàn Xuân Thành rồi. Cho nên là Xuân Mỹ đón thì chắc sẽ có một show như thế vào tháng 1 năm nay hoặc cuối tháng 12 ha cả nhà. Thông tin đó thì chưa công bố nhưng mà Xuân Mỹ đón thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ Xuân Mỹ sẽ chuyển sang một cái tin tức này nó cũng nóng hổi nhạy cảm, nóng hổi. Xuân Mỹ xin đưa cho cả nhà ha. Cô giáo mầm non ngăn chặn kịp thời thanh niên đòi đốt lớp mẫu giáo có hàng chục em, nguy hiểm không cả nhà? Chắc là bị ngáo đá. Nam thanh niên có biểu hiện không tỉnh táo, đổ xăng vào lớp nhà trẻ định châm lửa đốt nhưng cô giáo phát hiện kịp thời. Và sáng cùng ngày thì Quy đi xe máy tới lớp mẫu giáo nhóm trẻ trên địa bàn phường Tân Định thị xã Bến Cát, rồi mang theo chai nhựa chứa xăng đi vào khu lớp học. Xuân Mỹ tránh cái hình nha cả nhà, tránh cái hình thanh niên này mở nắp tưới xăng thì các cô giáo phát hiện và đẩy ra ngoài nên chưa kịp quẹt lửa. Thanh niên sau đó bị người dân khống chế giao cho công an. Nè cả nhà, hình ảnh công an khống chế thanh niên nè. Tại cơ quan công an, Quy khai nhận lơ mơ không rõ ràng, khai do buồn chuyện gia đình nên làm vậy. Kết quả xét nghiệm thì âm tính. Qua xác minh với gia đình thì Quy không có bệnh tật nghi không có bệnh tật gì, chỉ nghi bị vong theo cả nhà. Có biểu hiện chất tâm thần. Công an thu giữ chai nhựa còn một ít xăng và hộp quẹt diêm của Quy mang tới. Được biết thời điểm trong lớp có khoảng gần 50 trẻ và bảo mẫu cả nhà. Cũng may là cô giáo nhanh trí kịp thời, chứ không thì hậu quả khó lường hết cả nhà, nhất là các trẻ mầm non. Bây giờ thì mọi thứ cả nhà, tất cả thì mọi người trong cuộc sống chúng ta hãy hết sức cẩn trọng. Bất kỳ đâu thì rủi ro nó cũng có thể xảy ra, đúng không cả nhà? Đó, tin tức này may mắn cho lớp mẫu giáo. Tin tức được đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và rất may mắn, rất mừng đọc cái tin này. Tuy là ban đầu có lo nhưng mà cuối cùng cái kết đặt ra rất là vui, là ngăn chặn được kịp thời ha cả nhà. Rồi đó là thông tin liên quan đến an ninh trật tự xã hội. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin trở lại với show diễn ngày 3 tháng 12. Ai chưa đặt vé thì liên hệ với số hotline đặt vé hoặc là FC các miền. Và những ai không sử dụng Facebook, cô chú bác anh chị xa gần liên hệ với Xuân Mỹ 0913136109. Kết bạn Zalo nha cả nhà, kết bạn Zalo đi rồi Xuân Mỹ chuyển Zalo đó kết nối với bạn Tiên ở FC miền Nam để đặt vé cho mọi người và để mọi người nắm lịch trình của FC miền Nam. Nếu mà ở miền Nam đi ra thì đăng ký vé bay, chỗ nghỉ như thế nào thì sẽ kết nối với bạn Tiên để chúng ta cùng đặt vé mà đi show ha. Rồi video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Hôm nay rất là xúc động khi mà nhận được nhiều cái thông tin vui, từ thông tin từ trường Đại học Hoa Sen, từ fan nhận vé, từ những món quà từ xa gửi về cho Cường. Rất là vui, rất là hãnh diện ha cả nhà. Và mong con có những ngày tháng tươi đẹp sắp tới, bỏ lại sau lưng những muộn phiền, những cái điều trong quá khứ không đẹp đi, mà hướng tới một tương lai vui vẻ tốt đẹp.
Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và nhớ là xem xong bấm like cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Like để tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả cũng như động viên tinh thần cho Xuân Mỹ. Xin chúc cả nhà có buổi trưa ngon miệng, ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt.